XO khai nhận toàn bộ số vàng và cả biển số xe ngũ quý đều là giả. Anh ta trang bị chỉ để câu view. Ngày 12 tháng 4, Công an thành phố Hồ Chí Minh đang tạm giữ hình sự Trần Ngọc Phúc, hay còn gọi là Phúc XO, 36 tuổi, để điều tra về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Cơ quan cảnh sát điều tra cũng tạm giữ hình sự Trần Ngọc Tài, 24 tuổi, em trai của Phúc để làm rõ hành vi trên. Tại cơ quan điều tra, Phúc XO khai nhận toàn bộ nón vàng, dây chuyền vàng đều là giả. Anh ta thấy người dân hiếu kỳ nên làm để thu hút sự chú ý, câu view. Ngoài ra, dàn xe biển số ngũ quý thực chất cũng là biển số giả. Trước đó, ngày 10 tháng 4, Phòng Cảnh sát Hình sự cho biết đã tạm giữ hình sự Phúc XO để điều tra về hành vi tổ chức sử dụng trái phép ma túy. Chiều cùng ngày, cảnh sát khám xét khẩn cấp nhà của Phúc XO tại xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn. Sau đó, cảnh sát tiếp tục đưa Phúc XO tới quán karaoke XO Pharaon để khám xét đến rạng sáng ngày 11 tháng 4. Trong lần khám xét thứ hai tại quán karaoke vào rạng sáng nay cũng như tại nhà của Phúc XO, cảnh sát chưa phát hiện thêm ma túy. Vào rạng sáng ngày 10 tháng 4, Phòng Cảnh sát Hình sự chỉ đạo trinh sát đội 2 phối hợp cùng đội 6 và đoàn liên ngành văn hóa xã hội ập vào khám xét 15 phòng của quán karaoke XO Pharaon. Tại đây, cảnh sát phát hiện ở 6 phòng có gần 100 dân chơi đang phê ma túy và thu giữ được lượng lớn chất cấm. Tất cả những người tình nghi bị đưa về cơ quan công an làm việc. Qua kiểm tra, ban đầu có 80 người dương tính với ma túy, trong đó có gần 30 nữ tiếp viên của quán hát này.